Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa đến nay, đi lễ chùa ngày đầu năm mới đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt. Đến chùa không chỉ để cầu những điều may mắn cho bản thân gia đình mà còn bày tỏ tấm lòng thành kính với Đức Phật Tổ tiên. Cứ đến mùng 6 Tết âm lịch cũng là ngày khai hội, hàng vạn du khách thập phương lại nô nước kéo về chùa Hương tại Hương Sơn Mỹ Đức Hà Nội để đi lễ đầu xuân. Sau hai mùa lễ hội gần như tê liệt bởi Covid-19, lễ hội chùa Hương năm nay đã đón rất đông du khách thập phương đến du xuân dù chưa đến ngày khai hội. Chiều 25 tháng 1, tức mùng 4 Tết, ông Nguyễn Bá Hiển, trưởng ban quản lý khu di tích Tháng Cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lượng du khách về tham quan đi lễ đầu năm tại Chùa Hương khá đông. Chỉ tính từ 22 đến 25 tháng 1, Chùa Hương đã đón hơn 80.000 lượt khách về tham quan lễ Phật. Trong đó, ngày 23-24 tháng 1, trung bình mỗi ngày đón 20.000 lượt khách. Riêng sáng 25 tháng 1 đã có khoảng 30.000 lượt khách du lịch về Chùa Hương. Để thực hiện tốt công tác lễ hội chùa Hương năm 2023, ban tổ chức lễ hội đã trưng tập một số cán bộ, nhân viên các phòng ban đơn vị xã Hương Sơn tham gia quản lý, phục vụ lễ hội. Toàn bộ lực lượng phục vụ lễ hội chùa Hương năm 2023 đúng 5 giờ ngày 23 tháng 1 mùng 2 Tết đã có mặt ở các vị trí triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công. Ông Hiển cũng cho biết, hệ thống kiểm soát vé điện tử được đưa vào lễ hội Chùa Hương năm 2023 qua hai ngày đón khách cho thấy chạy ổn định cả 10 lối soát vé. Cán bộ ban quản lý di tích Thắng Cảnh Hương Sơn hướng dẫn du khách thực hiện các thao tác đảm bảo nhanh, không gây ùn tắc trong quá trình kiểm soát. Bên cạnh đó, hệ thống wifi miễn phí được vận hành phủ sóng trên toàn bộ khu vực Chùa Hương và khu trung tâm xã Hương Sơn. Từ ngày 24 tháng 1 mùng 3 Tết, toàn bộ xe ô tô của du khách về tham quan lễ Phật được hướng dẫn phân luồng đến các bến bãi xe và từ các điểm này, du khách mua vé tham quan và lựa chọn phương án đi xe điện hoặc bộ hành đến các bến đò để lên thuyền đi vào tham quan lễ Phật. Kết quả là đã có không gian đi bộ dọc hai bờ suối Yến, mang đến sự trải nghiệm văn minh thân thiện cho du khách về lễ Phật. Bài quản lý thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm quy hoạch, bày bán của các cửa hàng đảm bảo đúng hàng lối, theo đúng vạch giới hạn quy định. Điểm mới của lễ hội chùa Hương năm 2023 là ban tổ chức chuyển từ vé giấy truyền thống sang vé điện tử, đồng thời sắp xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé đảm bảo phù hợp. Cụ thể, bỏ bán vé tại hai cổng Tiên Mai và Đông Khê để thông thoáng, tạo điều kiện cho du khách ban tổ chức lễ hội xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương liên quan nhất là xã hương sơn để tổ chức đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường từ thị trấn đại nghĩa đi hương sơn giải tỏa trường hợp vi phạm hành lang giao thông ngoài ra thực hiện thí điểm dùng xe điện phục vụ du khách từ các bến xe vào bến đò theo lộ trình tuyến đường được cấp có thẩm quyền cho phép Ông Nguyễn Bá Hiển cũng cho biết phí tham quan chùa Hương và bảo hiểm đối với người lớn 80.000 đồng một lượt, trẻ em 40.000 đồng một lượt, giá dịch vụ xuồng đò hai chiều đi tuyến Hương Tích 50.000 đồng một người, tuyến Long Vân Tuyết Sơn 35.000 đồng một người, giá trong giữ ô tô với xe 9 ghế trở xuống 10.000 đồng một xe một lượt một giờ, xe ghế trở lên 12,5.000 đồng một xe một lượt một giờ.